Okay, let's start. This is our new prime map. No, no, sorry, August 2nd, 2018. Rồi bây giờ mình ôm lại một chút về giao tiếp căn bản. Ok, thấy rồi, không sao. Rồi trước đây mình đã học từ nói chuyện với. Ok, cái này quá căn bản luôn. Mình đi sơ qua nhé, và mình bây giờ mình sẽ nhúng thì lại với nhau là hiện tại, quá khứ với lại vừa mới xảy ra ở hiện tại. Như vậy nói chuyện với hoặc là trao đổi hoặc là thảo luận cùng một nghĩa. Nói chuyện với thì căn bản nhất mình dùng từ là talk to hoặc là talk with. Ok, rồi bằng nghĩa với nói luôn thì mình sẽ có từ là speak to hoặc là speak with. Ok, ôm lại một chút, 5 phút trước khi vô bài mới. Ok, và bằng nghĩa với nói nữa mình sẽ có từ communicate to hoặc là communicate with. Ok, rồi tiếp theo còn nữa không ạ? Chat with. Ok, chat with hoặc là chat to. Ok, và tiếp theo đây chỉ có nghĩa là nói chuyện với thôi, còn gọi là tán gẫu. Ok, gọi là nói nhiều, gọi là nhiều chuyện về cái gì đấy, mà gọi là mình nhiều chuyện về cái gì đấy thì mình nhiều chuyện, nói về đời tư của người khác thì gọi là gossip. Ok, gossip với ai đó về cái gì đó, gossip with somebody about something. Ok, rồi tiếp theo mình sẽ có từ được gọi là thảo luận trong tiếng Anh. Như vậy thảo luận thì mình sẽ có từ là discuss. Discuss. Ok, discuss. Discuss là thảo luận, hoặc là người ta sẽ dùng trong tối là have a discussion about cái gì đấy, là tôi có một cuộc thảo luận về cái gì đấy. Thường thì sinh viên dịch từ về nội dung gì là dùng từ about, nhưng mà đối với từ discussion nó sẽ có một cái từ về nội dung gì đó riêng cho nó là have a discussion on cái gì đấy. Như vậy mình sẽ có từ discuss là thảo luận, thảo luận về cái gì là have a discussion on. Ok, rồi tiếp theo mình sẽ có từ trao đổi thông tin. Như vậy mình sẽ nói là trao đổi thông tin. Thông tin thì trước đây là mình biết là từ information. Ok, trao đổi là có qua có lại, người ta sẽ dùng từ exchange. Đây là exchange. Ok, exchange. Ok, và thông tin là information. Information, exchange, information. Đây là gọi là trao đổi thông tin. Rồi, như vậy ở đây tất cả đây là hiện tại. Nhưng mình muốn nói là tôi đang nói chuyện với ai đó thì đang nói là talking. Ok, rồi đang nhiều chuyện mình sẽ gọi là gossiping. Ok, đang thảo luận thì gọi là discussing. Như vậy bây giờ mình nói nhanh nhé. Tôi muốn có thông tin, tôi đang nói chuyện với anh ta thì mình nói như thế nào bạn Hồ Phương? Tôi muốn có thông tin, tôi đang nói chuyện với anh ta. Yes, I want to what? Yes. Có thông tin. Có thông tin chứ không phải là trao đổi thông tin. Cái hành động trao đổi thông tin có nghĩa là bạn hỏi. Yeah, I want to have information. Ok, tôi đang nói chuyện với anh ta. Như vậy mình đang nói chuyện với anh ta mình sẽ gọi lúc nào là I am. Ok, talking. Talking. Ok, talking là đang nói chuyện. I am talking with him. Ok, I am talking with him. Ok, tôi cảm thấy tôi không hiểu về cô ta, tôi muốn nhiều chuyện về cô ta. Như vậy tôi cảm thấy là gì ạ? Tôi cảm thấy là I feel. Ok, tôi không hiểu. Mình nói tôi không hiểu luôn luôn là I don't. Ok, I don't understand. Ok, về cô ta mình sẽ dùng từ about her. Ok, rồi tôi muốn nhiều chuyện với bạn về cô ta thì mình nói như thế nào chị Khánh Hiền? Tôi muốn nhiều chuyện với bạn về cô ta. I want to nhiều chuyện với bạn à? Gossip. Ok, với bạn. With you, về cô ta. About her. Yes, I want to gossip with you about her. Ok, I am talking. I want to gossip. Bây giờ mình nói bây giờ tôi đang nhiều chuyện về cô ta thì mình nói như thế nào chị Khánh Hiền? Bây giờ tôi đang nhiều chuyện về cô ta. Yeah, mình đang lúc nào cũng là I am. Nhiều, đang nhiều chuyện là gì à? Gossiping. Ok, về cô ta. About her. Chính xác, about her. Trao đổi thông tin mình sẽ có từ exchange. Đây đọc hai âm, exchange. Ok, đang trao đổi thông tin mình sẽ có ba âm là exchanging. Exchanging. Ok, exchanging là đang trao đổi thông tin.
Như vậy mình nói là tôi đang trao đổi thông tin với sếp tôi. Thì mình nói như thế nào? Tôi đang trao đổi thông tin với sếp tôi. I am exchanging, thông tin là information, với sếp của tôi là with my boss. Ok, with my boss, with my boss. Rồi, bây giờ tìm cách đặt câu hỏi nhanh để ôm lại luôn. Bạn muốn nói chuyện với anh ta chứ? Mình hỏi yes no question như thế nào đây bạn Kim Thảo? Bạn có muốn nói chuyện với anh ta chứ? Yes. Dạ, yeah, nói chuyện với anh ta. Yes, do you want to talk with him? Thì cái này đặt gọi là câu hỏi yes or no. Trong tiếng Việt mình lúc nào nó cũng theo một cái từ chứ ở phía sau hết. Hoặc là bạn có muốn nói chuyện với anh ta không? Như vậy từ chứ và từ không là chỉ là một cái từ đệm trong câu hỏi của yes hoặc no tiếng Việt mình thôi, chứ nó chả có nghĩa về gì trong tiếng Anh cả. Rồi mình hỏi là bạn đang nói về cái gì? Các bạn đang nói về cái gì? Thì mình hỏi như thế nào? Các bạn đang nói về cái gì? Hồng Ngọc please. What? Thường thì yeah, are you okay? Đang nói về cái gì? Talking about. Yes. What are you talking about? Đây là câu hỏi đang xảy ra. Như vậy cái gì đang xảy ra? Câu hỏi là am is are. What are you? Cái gì đó. Ok. Còn mình hỏi bình thường là bạn nói về cái gì? Thì mình đặt như thế nào bạn Hồng Ngọc? Bạn nói về cái gì? What do you talk about? What do you talk about? What do you talk about? Ok. Rồi, mình hỏi tiếp tục. Bạn muốn nói chuyện với ai? Bạn muốn nói chuyện với ai? Mình nói như thế nào chị Khánh Hiền? Bạn muốn nói chuyện với ai? Yes. Muốn nói chuyện. Want to. Yeah, who do you want to talk with? Ok. Rồi tiếp theo, bạn đang nói chuyện với ai? Thì mình chuyển như thế nào chị Hiền? Who are you? Chính xác ạ. Đang nói chuyện với ai ạ? Talking with. Ok. Who are you talking with? Ok. Tôi muốn sử dụng tiếng Anh để nói chuyện với anh ta. Thì mình nói như thế nào bạn Hồ Phương? Tôi muốn sử dụng tiếng Anh. Yes. Use. Yeah, English. Ok, để nói chuyện với anh ta. To talk to. Mình đang dùng từ speak to nhé. To speak to anh ta là him. I want to use English to speak to him. Mình hỏi bạn có thể nói bao nhiêu thứ tiếng? Bao nhiêu thứ tiếng thì mình hỏi như thế nào bạn Kim Thảo? Bạn có thể nói bao nhiêu thứ tiếng? Yes, how many? Languages. Languages. Bạn có thể nói. Bạn có thể nói. Yes. How many languages you can speak? Nhưng mà ở đây là câu hỏi. Như vậy bây giờ mình sẽ chuyển ngược lại là can you speak? Ok. How many languages can you speak? Bạn muốn nói chuyện với tôi bằng ngôn ngữ nào? Như vậy bây giờ mình gọi là bằng phương tiện gì? Thì luôn luôn mình nhớ đến từ by. Ok, by là bằng. Như vậy mình hỏi bằng ngôn ngữ nào? Thì ở đây mình sẽ có cái cách hỏi là bằng ngôn ngữ nào. Mình có từ nào trong tiếng Anh là từ gì ạ? Từ nào á? Thứ nhất là mình sẽ có từ cái gì cũng là từ nào là what hoặc là which. Như vậy ngôn ngữ nào thì mình sẽ ráp như thế nào? Ngôn ngữ nào? Yeah, what language? Ok. Hoặc là cách thứ hai được gọi là which language, được gọi là ngôn ngữ nào. Như vậy bạn muốn nói chuyện với tôi bằng ngôn ngữ nào? Thì mình hỏi như thế nào bạn Hồ Phương? Bạn muốn nói chuyện với tôi bằng ngôn ngữ nào? Từ hỏi luôn luôn đặt ở đầu câu. By which language? Bằng ngôn ngữ nào? By which language? Bạn muốn nói chuyện với tôi. Bạn muốn nói chuyện với tôi. Do you want to speak to? Nói chuyện với tôi là me. Ok. Lúc nào mình cũng nhớ dùm là phải có chủ động vị trong tiếng Anh, đừng bao giờ bỏ sót. Ok. By which language do you want to speak to me? Ok. Yeah, sure. Được luôn mình, tại vì cái gì đi chung với to được. Nói về cái từ gọi là trao đổi thông tin, nói chuyện thì nó sẽ đi chung với từ with được luôn. Is it ok? This one. 1, 2, 3, 4. Ok. Rồi. Tiếp theo. Thảo luận. Discuss. Ok. Nói đến thảo luận thì mình sẽ nói đến thứ nhất là chủ đề. Thì cái từ chủ đề trước đây mình học là từ là topic. Ok. Topic mình nói là hôm nay tôi đi học tiếng Anh, tôi có một chủ đề để thảo luận với bạn bè. Thì mình nói như thế nào bạn Kim Thảo? Hôm nay tôi đi học tiếng Anh. Yes.
Yes. Very good. Today I go to study English. Okay. Tôi có một chủ đề. Tôi có một chủ đề để thảo luận bằng tiếng Anh. I have một chủ đề. Tôi có một chủ đề. I have a discuss. Okay. I have a discuss. No, tôi có một chủ đề. Một chủ đề. I have a topic. Okay. I have a topic. Topic là chủ đề. Để thảo luận là to discuss với bạn bè của tôi là with my friends. Okay. I have a topic to discuss with my friends. Câu hỏi thường gặp, bạn muốn thảo luận về cái gì? Mình hỏi như thế nào? Bạn Hồng Ngọc, bạn muốn thảo luận về cái gì? Bạn muốn thảo luận về cái gì? What do you want to? Okay. What do you want to discuss? Okay. Về cái gì? What do you want to discuss about? Okay. Nhưng mà trong discuss không dùng, ok, mình sẽ dùng what do you want to discuss on. Hoặc không thôi là mình bỏ luôn từ on. Bình thường thôi, what do you want to discuss? Bạn muốn thảo luận về cái gì? Ok, muốn thảo luận về cái gì? Rồi tiếp theo, bạn muốn thảo luận khi nào? Bạn muốn thảo luận khi nào? Mình hỏi như thế nào trong tiếng Anh? Bạn muốn thảo luận khi nào? When. Đó, nó tao lên bảo Hồng Ngọc. When do you want to discuss? When do you want to discuss? Okay. When do you want to discuss? Okay. Khi nào bạn muốn thảo luận về chủ đề này? Thì mình hỏi như thế nào? Khi nào bạn muốn thảo luận về chủ đề này? Okay. Chủ đề này là this topic. Okay. When do you want to discuss on this topic? Okay. Rồi tiếp theo. Chứ đây mình học từ sắp xếp là gì? Sắp xếp cuộc hẹn. Sắp xếp cuộc họp. Organize, okay. Organize đây là một verb trong tiếng Anh, là mình sắp xếp. Organize, okay. Organize. Bằng với nó là set up, okay. Và bằng nữa thì mình sẽ có từ arrange. Arrange, okay. Và bằng nữa thì mình sẽ có một từ được gọi là sắp xếp là set up, organize, arrange. Còn từ gì nữa không ạ? Make an appointment, okay. Đây được gọi là sắp xếp cuộc hẹn. Sắp xếp cuộc hẹn thì mình sẽ có từ là make an appointment, okay. Make an appointment. Rồi, tôi muốn tổ chức một cuộc hẹn thì có từ tổ chức cũng bằng nghĩa với sắp xếp là mình sẽ có từ hold, 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 okay. Organize, set up, arrange, arrange, make an appointment. Appointment, okay. Appointment, organize, okay. Rồi mình gọi là tôi cần tổ chức một cuộc họp trong câu lạc bộ của tôi, thì mình nói như thế nào bạn Hồ Phương? I need to tổ chức một cuộc họp. I need to hold, okay, một cuộc họp. A meeting trong câu lạc bộ của tôi. Yeah, in my club. I need to hold a meeting in my club. Tôi cần tổ chức một cuộc hẹn trong câu lạc bộ của tôi. I need to hold a meeting in my club. Okay. Rồi mình hỏi là khi nào bạn muốn tổ chức cuộc họp này? Mình hỏi như thế nào? Khi nào bạn muốn tổ chức cuộc họp này, bạn Hồ Phương? Khi nào bạn muốn tổ chức cuộc họp này? Yes. When do you muốn tổ chức? Want to tổ chức là hold cuộc họp này, cái này. This meeting, okay. When do you want to hold this meeting? Mình nói tiếp tục, bạn sẽ tổ chức cuộc họp này ở đâu? Bạn sẽ tổ chức cuộc họp này ở đâu? Thì mình nói như thế nào trong tiếng Anh? Mình hỏi nói như thế nào cho tên bạn Kim Thảo? Bạn sẽ tổ chức cuộc họp này ở đâu? Yes. No, sẽ. Sẽ là where will you, okay, tổ chức cuộc họp này là organize, okay. This meeting, okay. Where will you organize this meeting? Okay. Rồi. Tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi muốn sắp xếp một cuộc hẹn với bác sĩ. Thường thì mình gọi là đi gặp bác sĩ, mình nói như thế nào? Đi gặp bác sĩ. Đi gặp bác sĩ thì mình sẽ gọi là see a doctor, okay. See a doctor là mình muốn đi gặp bác sĩ. Như vậy mình gọi là tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi muốn sắp xếp cuộc hẹn với bác sĩ, thì mình nói như thế nào bạn Kim Thảo? Yes, I feel tired, okay. Tôi muốn sắp xếp cuộc hẹn với bác sĩ. I want to
I want to see a doctor, okay? Hoặc là I want to make an appointment with a doctor. Make an appointment. Appointment, okay? Appointment, okay? Rồi, tiếp theo. Next. Mình sẽ có cái từ mà thường hay gặp nhiều nhất cuộc sống thường ngày là từ đặt trước trong tiếng Anh. Đặt trước cái gì đấy? Thứ nhất mình sẽ có một từ đặt trước căn bản nhất là book. Book là đặt trước, ok. Thứ hai mình sẽ có là reserve. Reserve là đặt trước. Reserve, ok. Thứ ba là make a reservation, ok. Make a reservation. Rồi ở đây book. 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 Book, ok. Reserve. 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 Make a reservation. Make a reservation. Yes, okay. Như vậy đang đặt cái gì đó mình sẽ có từ booking. Đang đặt cái gì đó ở đây reserve thì sẽ có là reserving. Và ở đây mình sẽ có là making a reservation. Making a reservation. Như vậy mình nói là tôi đang đặt vé đi du lịch thì mình nói như thế nào bạn Hồ Phương? Tôi đang đặt vé đi du lịch. Ok, vé. I am booking a ticket đi du lịch. Đi du lịch go traveling. Ok, go traveling. I am booking a ticket. Ok, để đi du lịch là to go traveling. Thứ nhất, hành động này đã xong rồi. Khi triển khai hành động này với mục đích làm gì thì mình phải luôn luôn đệm từ to vào. Và go, bình thường thì mình biết là go sẽ đi chung với từ là go to và phía sau sẽ cộng cho một địa điểm là bạn đi đâu, bạn đi đâu, ok. Go to school hoặc go to the cinema. Còn không thôi nói về mình xuất phát mình đi đâu đó thì sẽ go sẽ cộng cho một hành động thêm in. Ví dụ như xuất phát đi bơi đi, tôi muốn đi bơi. Chứ bây giờ mình đâu có phải ở hồ bơi đâu mình đang bơi. Mình nói là tôi muốn đi bơi là mình xuất phát đi bơi. Bắt đầu đi bơi được gọi là go swimming. Ví dụ đi đá banh nhé, thì người ta sẽ gọi là go playing football, ok. Rồi đi du lịch nhé, thì người ta sẽ gọi là go traveling, du lịch. Như vậy go traveling. Như vậy tất cả các hành động của mình sẽ đọc có đuôi in ở phía sau, action và in ở phía sau, go actioning, ok. Go swimming, go playing football, go traveling, ok. I am booking a ticket to go traveling. Rồi liên quan đến cái này, tập thật tập về cách giao tiếp. Bạn muốn đi du lịch ở đâu thì mình hỏi như thế nào Miss Khánh Hiền? Bạn muốn đi du lịch ở đâu? Where do you want to đi du lịch? Go traveling. Where do you want to go traveling? Ok. Rồi mình hỏi tiếp tục khi nào bạn muốn đi du lịch thì mình hỏi như thế nào? Khi nào bạn muốn đi du lịch? When do you want to go traveling? Ok. When do you want to go traveling? Bạn đi du lịch với bao nhiêu người? Như vậy mình sẽ có từ bao nhiêu người trong tiếng Anh? How many gì ạ? How many people? Bạn đi du lịch với bao nhiêu người? Bạn đi du lịch với bao nhiêu người? Do you, ok, go traveling with, đang xảy ra mới là are you. Còn bình thường thôi là do you. How many people do you go traveling with? Bạn thường bao nhiêu lần, bạn thường đi du lịch bao nhiêu lần trong một năm? Như vậy cái từ hỏi bao nhiêu lần trong tiếng Anh thì mình sẽ có từ hỏi gì ạ? Yes, very good. How often? Ok. How often? Như vậy bạn đi du lịch bao nhiêu lần trong một năm thì mình hỏi như thế nào Kim Thảo? How often? Bạn đi du lịch? Do you? Yes, trong một năm ạ. In a year. Yes, very good. In a year. How often do you go traveling? In a year, ok. Bạn bỏ ra bao nhiêu tiền để đi du lịch? Như vậy mình bỏ ra một số tiền nào đó. Bỏ ra bao nhiêu tiền? Bỏ ra bao nhiêu tiền? Thì mình bỏ ra bao nhiêu tiền thì mình sẽ dùng từ gì? Bỏ ra bao nhiêu tiền là how much, ok. Bỏ ra thời gian bao nhiêu, bỏ ra số tiền bao nhiêu, luôn luôn dùng một từ là spend. Spend, ok. Như vậy mình hỏi bạn bỏ ra bao nhiêu tiền để đi du lịch thì mình hỏi như thế nào? How much, ok, how much do you spend on, đi du lịch là going, ok, very good, going, traveling. How much do you spend on going traveling? Rồi,
bỏ ra spend on và phía sau cộng cho một hành động, luôn luôn có doing ở phía sau. Ví dụ mình sẽ có từ là tiếng trong tiếng Anh, nói về thời gian thì sẽ có nó từ là thời gian là time, một cái rồi nói về số tiếng, bao nhiêu tiếng làm việc thì người ta sẽ dùng từ là hour, ok. Nói về gọi là phút, bao nhiêu phút làm việc thì mình sẽ có từ là minute, ok. Nói về giây thì mình sẽ có từ là bao nhiêu giây làm việc, sẽ có từ second, ok. Hour, minute, second. Tôi bỏ ra một tiếng học tiếng Anh thì mình nói như thế nào chị Khánh Hiền? Yeah, I spend một tiếng ạ. One, I spend one hour, okay, I spend one hour học tiếng Anh ạ. Yes, I spend one hour, okay, studying English, okay. Spend phải cộng cho một cái in ở về, okay. Ví dụ mình hỏi là tôi bỏ ra 30 phút nói chuyện với gia đình của tôi, mình nói như thế nào chị Khánh Hiền? I spend 30 phút à? 30 minutes, okay. Nói chuyện với gia đình của tôi, talking với gia đình của tôi là with my family, okay. I spend 30 minutes talking with my family, okay. Rồi mình gọi là tôi bỏ ra 5 giây, tôi bỏ ra 5 giây, ok, dọn dẹp văn phòng thì mình nói như thế nào? Tôi bỏ ra 5 giây, I spend, ok, 5 seconds, ok. Dọn dẹp là gì? Dọn dẹp trong tiếng Anh mình sẽ có từ dọn dẹp là clean up hoặc là tidy up, ok. Như vậy đang dọn dẹp người ta sẽ gọi là cleaning up, ok. Hoặc là người ta sẽ dùng từ tidying up, cleaning up, tidying up, ok. Clean up, tidy up, ok. Như vậy mình gọi tôi bỏ ra 5 giây dọn dẹp văn phòng, I spend 5 seconds như thế nào ạ? Dọn dẹp văn phòng, cleaning, ok. Cleaning up the office, ok. I spend 5 seconds cleaning up the office. Yeah, rồi, tiếp theo. Rồi. Reserve cũng bằng với từ book, ok. Như vậy mình gọi là chúng tôi cần đặt 2 phòng tại khách sạn của bạn thì mình nói như thế nào ạ? Chúng tôi cần đặt 2 phòng tại khách sạn của bạn, chị bạn Hồ Phương. Chúng tôi, we need to, ok, đặt à? Reserve. Yeah, 2 phòng, 2 rooms, ok, tại khách sạn của bạn, at your hotel, ok. We need to reserve 2 rooms at your hotel. Hotel, ok. Rồi tiếp theo, đặt câu hỏi, bạn muốn đặt loại phòng nào trong khách sạn của chúng tôi? Như vậy mình có từ loại trong tiếng Anh. Loại này có nghĩa là thể loại. Như vậy cái từ loại là thể loại là từ là kind of là thể loại. Hay là mình sẽ dùng từ type of, ok. Ví dụ mình gọi là loại phòng gọi là kind of room, ok. Loại nhạc thì mình sẽ gọi là kind of hoặc là type of music. Như vậy mình hỏi là bạn muốn đặt loại phòng nào thì mình rap như thế nào bạn Hồng Ngọc? Bạn muốn đặt loại phòng nào? What kind of room, ok. Bạn muốn đặt, do you, ok, muốn đặt là want to reserve, ok. What kind of room do you want to reserve? Bạn muốn đặt loại phòng nào, ok, trong khách sạn của chúng tôi, in our hotel, ok. What kind of room do you want to reserve in our hotel? Bạn muốn đặt bao nhiêu phòng trong khách sạn của chúng tôi? Bạn sẽ đặt bao nhiêu phòng trong khách sạn của chúng tôi? Khánh Hiền, Miss Khánh Hiền, please. Bao nhiêu phòng? How many rooms là bao nhiêu phòng? How many rooms bạn muốn đặt trong khách sạn của chúng tôi? Bạn sẽ đặt chứ? Yes, will you? Bạn sẽ đặt là gì? Reserve, ok. Trong khách sạn của chúng tôi,
in our hotel. Okay, in our hotel. Rồi đọc lại giùm em nhé. Reserve. 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 Phải có V phía sau. Reserve. 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 Yes, okay. Reserve. Reserve. Okay. Mình gọi là chúng tôi đang đặt phòng. Chúng tôi đang đặt phòng tại khách sạn của bạn. Mình nói như thế nào bạn Hồng Ngọc? We are đang đặt phòng à? Đang đặt phòng. Reserving. We are reserving. Okay. Phòng là a room. Okay. Tại khách sạn của bạn là at your hotel. We are reserving a room at your hotel. We are reserving a room at your hotel. Mình hỏi bạn đang đặt phòng nào tại khách sạn của chúng tôi? Phòng nào? Mình sẽ có từ phòng nào là từ hỏi ở đây. Như vậy bây giờ mình ráp vô phòng nào là từ gì? Which? Which? No, no, which? 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 Okay, which room? Okay. Như vậy mình hỏi là bạn đang đặt khách sạn. À, bạn đang đặt phòng nào tại khách sạn của chúng tôi? Mình hỏi như thế nào bạn Kim Thảo à? Which room? No, no. Bạn đang đặt phòng nào? Are you reserving tại khách sạn của chúng tôi? At, okay. At our hotel. Như vậy mình đang có từ là reserving là đang đặt. Lúc nào trong câu hỏi phải có là subject, okay? Who are you asking? Who are you questioning? Như vậy mình đang hỏi là ai? Ai hỏi là mình hỏi là you. What? Which room are you reserving at our hotel? Okay? Bạn đang đặt phòng nào tại khách sạn của chúng tôi? Okay? Reserving. Reserving. Reserve. Và có một số người trong nhà hàng khách sạn người ta rất thích xài cái cách này. Tại vì nó đọc theo đúng không? Make a reservation. Reservation. Okay. Make a reservation. Make a reservation. Okay. Chúng tôi muốn đặt. Okay. Chúng tôi muốn đặt bàn tại nhà hàng của bạn. Như vậy nói về bàn ăn trong tiếng Anh thì mình sẽ có từ bàn ăn trong tiếng Anh là từ gì? Table. Yes. Nói về bàn ăn thì mình sẽ có từ là table. Bàn ăn thì đây mình sẽ gọi là table. Như vậy bây giờ mình nói là chúng tôi muốn đặt bàn tại khách sạn hoặc tại nhà hàng của bạn, mình nói như thế nào bạn Kim Thảo? Muốn à? We want to okay. Đặt à? Make a reservation. Reservation, okay. Reservation, okay. Bàn là on tables, okay. Tại khách sạn của bạn là at your hotel, okay. At your hotel. We want to make a reservation on tables at your hotel, okay. Bạn sẽ đặt bao nhiêu bàn tại nhà hàng của tôi? Mình nói như thế nào, Kim Thảo? Bạn sẽ đặt bao nhiêu bàn tại nhà hàng của tôi? Bao nhiêu bàn? How many tables bạn sẽ đặt? No, will you, okay, sẽ đặt. Đặt là reserve, okay. Còn đây mình đang dùng từ là make a reservation, okay. Tại nhà hàng của tôi là gì? Tại nhà hàng của tôi là gì? At here. Nhà hàng của tôi, at my restaurant. Đừng đọc restaurant, bỏ âm ở giữa đi, chỉ đọc là restaurant. Restaurant, okay. Restaurant. Restaurant. Okay. Rồi, next. Nói về thông tin thì mình sẽ có một cái hành động là bạn thông tin cho ai đó là inform, okay. Như vậy tôi thông tin bạn về cái gì đó là inform somebody of something, là mình thông tin ai đó về cái gì đấy, okay. Như vậy tôi thông tin bạn về môn học tại trường học. Như vậy bây giờ mình sẽ có từ môn học trong tiếng Anh là từ subject, okay. Subject là môn học tại trường, còn mà tại gọi là đại học thì mình sẽ gọi là chuyên ngành trong tiếng Anh. Như vậy cái chuyên ngành của mình muốn học là về bác sĩ hay là y dược hay như thế nào đó thì mình sẽ có từ major, 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 okay.
Rồi khi đi làm thì người ta gọi là lại ngành nghề kinh doanh, ok, hay được gọi là ngành kinh doanh, ngành nghề, ok, ngành nghề kinh doanh thì người ta sẽ dùng một từ là business, business, ok. Như vậy mình gọi là tôi muốn bạn thông tin cho tôi môn bạn, môn học của bạn tại trường thì mình nói như thế nào? Bạn Diệu, tôi muốn bạn thông tin cho tôi môn học của bạn tại trường. Yes. I want you to thông tin cho tôi. Inform me of môn học tại trường. The subjects of the tại trường là at school, okay? I want to inform me. Bạn muốn ai thông tin cho bạn? Tôi muốn bạn thông tin cho tôi. Như vậy bạn muốn người nào đó làm cái gì đó cho bạn, bạn đềm như thôi. I want you là tôi muốn bạn to inform me of the subjects at school, ok. Rồi, tôi cần thông tin về chuyên ngành của bạn thì mình nói như thế nào? Chị Khánh Hiền, tôi cần thông tin về chuyên ngành của bạn. Tôi cần thông tin nè. I need. No, tôi cần thông tin. I need information, ok. I need information về chuyên ngành của bạn là about chuyên ngành của bạn là your major, ok. I need information about your major. About your major, ok. Rồi, mình gọi là bạn, loại hình kinh doanh của công ty bạn là gì? Mình có ngành kinh doanh là business, như vậy mình hỏi là công ty của bạn kinh doanh cái gì? Ok, như vậy mình nói như thế nào? Công ty của bạn kinh doanh cái gì? What business, ok? Là ngành nghề kinh doanh gì? Như vậy công ty của bạn là is your company, ok? What business is your company là cách hỏi tắt, ok? What business is your company, ok? Hoặc là mình có thể hỏi là loại hình kinh doanh, sẽ có một từ gọi là loại hình kinh doanh, ok? Như vậy mình sẽ có từ là scope, ok, of business, scope of business, no, scope, yeah, scope of business. Yes, ok. Rồi mình hỏi công ty của bạn đang chạy loại hình kinh doanh nào? Nói đến từ kinh doanh thì người ta hay nói đến từ chạy, nói đến từ triển khai. Như vậy chạy kinh doanh thì người ta sẽ dùng từ là đơn thuần thôi, run. Ok, run business là chạy kinh doanh, đơn giản là thế. Hoặc là tiến hành vận hành kinh doanh, người ta sẽ dùng từ operate business, ok. Operate business. Như vậy mình hỏi công ty của bạn đang chạy loại hình kinh doanh nào thì mình hỏi như thế nào, Miss Khánh Hiền? Loại hình kinh doanh nào là từ hỏi trước tiên, ok. Như vậy ở đây mình sẽ có câu công ty của bạn đang chạy loại hình kinh doanh nào. Đây là cách hỏi, mình hỏi như thế nào đây ạ? What scope of business, ok. Công ty của bạn đang chạy. Công ty của bạn là gì? Your company, ok. Đang chạy mình sẽ dùng từ gì? Đang chạy là running, chấm hỏi. Cái gì đang xảy ra thì chắc chắn là ở ngay đằng sau có từ hỏi phải là am, is, are. Công ty của bạn là chỉ có một công ty mà thôi. Do vậy ở đây mình phải gọi là is your company. What scope of business is your company running? Công ty của bạn đang chạy loại hình kinh doanh nào? Ok. What scope of business is your company running? Ok. Rồi tiếp theo. Bạn học ngành gì tại trường đại học của bạn? Mình có từ chuyên ngành là major. Tôi cần bạn cho tôi thông tin. Như vậy mình hỏi bạn học ngành gì tại trường đại học của bạn thì mình hỏi như thế nào ạ? Chị Hồng Ngọc, bạn học ngành gì tại trường đại học của bạn? What major, ok. Do you, bạn học ngành gì? What major do you study, ok, tại trường đại học của bạn? At your university, ok. What major do you study at your university? Bạn học ngành gì tại trường đại học của bạn? What major do you study at your university, ok. Rồi tôi muốn học ngành ngân hàng hay ngành gì đấy, mà mình hỏi là bạn hãy cho tôi thông tin. Bạn hãy cho tôi thông tin. Như vậy bạn hãy cho là please. Please là bạn hãy cho. Cho tôi thông tin là gì? Cho là gì? Give tôi là me. Thông tin là
information. Okay, xong. Hãy cho tôi thông tin. Please give me information. Information. Okay, information. Rồi. Tiếp theo vấn đề. Mình sẽ có một từ là chuẩn bị trong tiếng Anh. Chuẩn bị là gì ạ? À? Yeah, đúng rồi. Trước đây mình đã học mà mình hay quên nhất là từ prepare. Prepare for cái gì đó là chuẩn bị cho cái gì đấy. Prepare for. Prepare for. Prepare for. Prepare for. Prepare for. Ok. Rồi, tôi muốn chuẩn bị cho gọi là chuyến đi của tôi. Như vậy mình sẽ có từ chuyến đi trong tiếng Anh là gì ạ? Chuyến đi là gì ạ? No, chuyến đi khác, đi du lịch khác. Hai từ khác nhau rõ ràng. Mình sẽ có từ là trip, ok. Thứ hai mình sẽ có từ là journey. Chuyến đi hơi mạo hiểm một chút xíu. Mình gọi là journey, ok. Như vậy mình gọi là bạn... Khi nào bạn có chuyến đi đến Đà Lạt đi thì mình hỏi như thế nào? Bình thường khi nào bạn có chuyến đi đến Đà Lạt thì mình hỏi như thế nào? Khi nào? When bạn có chuyến đi đến Đà Lạt? When do you có chuyến đi? Have a trip to Đà Lạt. Okay. When do you have a trip to Đà Lạt? When do you have a trip to Đà Lạt? Khi nào bạn có chuyến đi đến Đà Lạt? Okay. Rồi tiếp theo, khi nào bạn chuẩn bị cho chuyến đi đến Đà Lạt? Mình hỏi như thế nào không ạ? Prepare. No. Prepare. 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 Yes, okay. Khi nào bạn chuẩn bị cho chuyến đi đến Đà Lạt? When do you prepare for a trip đến Đà Lạt? To Đà Lạt. Okay, to Đà Lạt. When do you prepare for a trip to Đà Lạt? Okay. Rồi mình hỏi bạn đã chuẩn bị chuyến đi chưa? Bạn đã chuẩn bị cho chuyến đi đến Đà Lạt chưa? Như vậy mình hỏi cái gì mà đã chưa? Thì đây là hỏi về quá khứ. Thì luôn luôn mình sẽ dùng từ là did you thay vì do you đứng ở đầu câu. Như vậy mình hỏi là bạn đã chuẩn bị chuyến đi đến Đà Lạt chưa? Thì mình hỏi như thế nào bạn Kim Thảo? Yes, did you prepare for, okay, chuyến đi đến Đà Lạt? Did you prepare for a trip to Đà Lạt, ok? Did you prepare for a trip to Đà Lạt, ok? Rồi tiếp theo, prepare for trip, ok? Mình nói có một từ chuẩn bị thì gọi là xong rồi, đến từ sẵn sàng. Tôi sẵn sàng làm gì đó thì mình có từ gì ạ? Ready for. Ready for là sẵn sàng. Ready for cái gì đó, hoặc là ready to cái gì đấy. So to sẽ cộng cho một action. Ví dụ tôi chuẩn bị đi du lịch sang Mỹ thì mình nói như thế nào? Chị Khánh Hiền, tôi chuẩn bị đi du lịch sang Mỹ ạ. Tôi chuẩn bị I prepare for, okay. I prepare for gì ạ? I prepare for du lịch sang Mỹ ạ. A trip, okay, chuẩn bị cho chuyến đi sang Mỹ. A trip. I prepare for a trip. Tôi chuẩn bị cho chuyến đi sang Mỹ, đến Mỹ là to. To là đến đâu đó, sang đâu đó. America, okay. I prepare for a trip to America. I prepare for a trip to America. Rồi tiếp theo mình sẽ có là chúng tôi sẵn sàng cho chuyến bay đến Mỹ. Thì mình nói như thế nào ạ? Chúng tôi sẵn sàng cho chuyến bay đến Mỹ. Chúng tôi là we are, sẵn sàng là ready, ok. Để đi sang Mỹ là to. To. Đi sang Mỹ là gì ạ? Đi sang Mỹ. Yes, very good. Go to America. Đi sang thôi mà. Go to America. Như vậy mình nói đi đến là go to. Còn gọi là bay sang Mỹ là fly to. Fly to là bay sang Mỹ. Còn du lịch sang Mỹ là chuyển từ là travel to. Ok. Rồi mình sẽ có từ là đi nghỉ mát. Thường thì mình có gọi là đi nghỉ mát trong tiếng Anh là gì? Have a holiday. Ok. Have a holiday là đi nghỉ mát. Hoặc là thay từ holiday bằng từ gì? Have a vacation. Ok. Have a holiday.
have a vacation. Ok, như vậy bây giờ mình nói là chúng tôi đi nghỉ mát, chúng tôi đi nghỉ mát tại Phú Quốc thì mình nói như thế nào, bạn Hồng Ngọc? Tại Phú Quốc à? At Phú Quốc. At Phú Quốc, ok. We have a holiday at Phú Quốc, ok. Rồi, have a vacation, have a holiday. Còn một cách nói nữa người ta hay dùng là từ gì? Go on. Go on a holiday hoặc là go on a vacation. Đây là đi nghỉ mát. Còn được gọi là đi như thế nào đây ạ? Đi công tác là gì ạ? Go on a business trip, ok. Go on a business trip là đi công tác. Hoặc người ta sẽ có từ là have a business trip, ok. Have a business trip. Mình hỏi là bạn có đi công tác tháng này không? Thì mình hỏi như thế nào trong tiếng Anh? Bạn có đi công tác tháng này không? Bạn Hồng Ngọc. Yes. Do you go on a business trip tháng này? This month. Do you go on a business trip this month? Okay. Rồi tiếp theo mình hỏi là bạn đi công tác bao nhiêu chuyến trong tháng này? Như vậy mình có từ chuyến đi nãy mình mới học là từ gì? Trip, đúng rồi, chuyến đi là trip. Như vậy mình hỏi là bạn đi công tác bao nhiêu chuyến trong tháng này? How many trips? Ok. Do you đi công tác ạ? Ok, do you go on a business? Ok. Ok, trip this month. Ok. How many trips do you go on a business trip this month? How many trips do you go on a business trips this month? Ok. Rồi tiếp theo mình hỏi là bạn đi công tác trong vòng bao nhiêu lâu? Bạn đi công tác trong vòng bao nhiêu lâu là cái gì Kim Thảo? Bạn đi công tác trong vòng bao nhiêu lâu? How long? How long? Bạn đi công tác là do you go on a business trips? Ok. How long do you go on a business trips? Ok. Rồi tiếp theo, bạn đi công tác với bao nhiêu nhân viên? Mình hỏi như thế nào bạn Hồ Phương? Bạn đi công tác với bao nhiêu nhân viên? Nhân viên mình sẽ có bao nhiêu chữ trong tiếng Anh ạ? À? Nhân viên thứ nhất là staff, ok, staff. Thứ hai mình sẽ có từ là employee. Còn mình có từ công nhân trong tiếng Anh, như vậy công nhân là gì ạ? Worker. Rồi mình hỏi là bạn đi công tác với bao nhiêu nhân viên thì mình hỏi như thế nào bạn Hồ Phương? How many staffs? Ok. Bạn đi công tác với, do you go on a business trips? Ok. Trips, what? Very good. How many staffs do you go on a business trips? What? Oh, sorry, cái này mình đánh nhầm. Ok. How many staffs do you go on a business trip? What? Ok. Rồi, tiếp theo ở đây. Mình có từ một quyết tâm làm việc. Thì hôm trước mình mới học là từ determine, ok. Determine to cộng với một cái hành động ở phía sau là mình quyết tâm làm cái gì đấy. Nếu mà mình không thích dùng cái hành động để determine to này thì mình có quyền mình thích dùng nữa là mình dùng động từ to be. Am, is, are. Mình sẽ đọc là determined to, ok. Determined to là tôi quyết tâm làm cái gì đấy. Hoặc là to be, ok. Rồi gì nữa à? Quyết tâm là willing to cộng với hành động ở phía sau. Rồi tiếp theo, mình còn cách nào nữa không ạ? Quyết tâm làm cái gì đó nữa là To be gì ạ? Ready to cộng với một action ở phía sau. Quyết tâm sẵn sàng làm cái gì đấy. Ok. Rồi tiếp theo, tôi quyết tâm học, ok, để giao tiếp với người nước ngoài mà nó như thế nào bạn Hồng Hồng? Để nói chuyện với người nước ngoài. Nói chuyện với speak with người nước ngoài. Foreign people. Ok. I determined to study to speak with foreign people. Thứ nhất, cái hành động mà quyết tâm học là đã xong rồi. Và hành động học để làm gì thì diễn tả mục đích thì mình phải thêm từ to vào. I determined to speak, ok, with foreign
people. Rồi, tiếp theo mình gọi là tôi quyết tâm nói chuyện, ok, tôi quyết tâm trao đổi thông tin với bạn bè của tôi bằng tiếng Anh. Mình nói như thế nào bằng Kim Thảo? Tôi quyết tâm trao đổi thông tin. Trao đổi thông tin mình vừa mới học là từ gì ạ? Very good, exchange here. Trao đổi thông tin. Exchange information. Information. Ok. Rồi, tôi quyết tâm trao đổi thông tin với bạn bè bằng tiếng Anh. Yes. Với bạn bè bằng tiếng Anh à? Yes, I determined to exchange information with my friends by English. Ok. Rồi tiếp theo, tôi quyết tâm cũng dùng được từ là willing to. Ok. Tôi quyết tâm. Ok, tôi quyết tâm có được công việc trong tháng này. Mình nói như thế nào bạn Hồ Phương? Có được công việc rồi. Have. No. Đọc là have thì người Mỹ sẽ hiểu là giúp đỡ liền. Mình cứ đọc là have. Người ta sẽ không hiểu gì hết, người ta gọi là giúp đỡ. Phải là have. Ok. Have. Và muốn đọc được cái âm cho nó mạnh thì lúc bắt buộc ngày nào tháng nào mình trong một năm là mình phải tập như vậy. Have. Ok. Như vậy tôi quyết tâm có được công việc trong tháng này, bạn nói như thế nào? Yeah. Có được công việc rồi. Have a job tháng này. No, this month. Ok. Thường người ta gọi là trong tháng này thì cái từ trong là từ in, là sai hoàn toàn, đừng có dùng là in this month nhé. Cái gì vào cái này là mình chỉ đệm thêm từ this vào thôi. Như vậy this month là tháng này, ok. Như vậy mình hỏi là bạn quyết tâm, ok, bạn quyết tâm làm gì trong tháng này thì mình hỏi như thế nào bạn Hồ Phương? Bạn quyết tâm làm cái gì trong tháng này? What? Bạn quyết tâm làm cái gì? Mình thấy cái này nó đang là I am, thì đây là what are you? What are you willing to làm gì là what are you willing to do? What are you willing to do? Tháng này là this month. What are you willing to do this month? Okay. What are you willing to do with this month? Rồi mình gọi tôi sẵn sàng nhận công việc từ công ty, nhận, cho và nhận. Như vậy cho nhận. Mình có từ nhận là gì ạ? Receive. Mình có từ cho là gì ạ? Từ cho là gì ạ? Give. Very good. Okay. Mình gọi là công ty sẵn sàng giao việc cho tôi. Ok, như vậy mình nói như thế nào trong tiếng Anh Miss Khánh Hiền? Công ty sẵn sàng cho tôi công việc, giao việc cho tôi à? Công ty à? The company, ok. Sẵn sàng là is ready, ok. The company is ready, ok. To, giao việc cho tôi à? Give me công việc à? No, jobs, ok. The company is ready to give me job. Mình gọi là người ta cho mình việc. Còn khi nào mình nói cái công việc của mình nó nhiều hay ít á, thì mình sẽ gọi từ từ công việc nhiều hay ít là work. Còn gọi là cho bao nhiêu việc thì cái từ việc thôi á, thì mình sẽ dùng từ là job, ok. Giao việc cho tôi chứ không phải nói là giao công việc á. Ok. Rồi tôi sẵn sàng nhận việc từ quản lý của tôi thì mình nói như thế nào chị Khánh Hiền? I am ready to nhận việc à? Receive, ok. Việc từ quản lý của tôi à? Job, ok. Jobs from my manager, ok. From my manager. Khi mà đứng một mình thì cái từ job bắt buộc phải thêm s. Nếu mà mình nhận một việc thôi gọi là a job, one job. Còn mình nói một cách bình thường thôi là job, ok, jobs, ok, bỏ ở ẩn đi. Rồi tiếp theo mình hỏi là công ty giao cho bạn bao nhiêu việc thì mình hỏi như thế nào? Công ty giao cho bạn bao nhiêu việc, hỏi như thế nào bạn Hồng Ngọc? Bao nhiêu việc? How many jobs, ok. Công ty giao cho bạn bao nhiêu việc? Công ty là nói về ngôi thứ ba, cái gọi là cái vật thứ ba. Nó không phải là người trực tiếp đang nói chuyện với mình. Người trực tiếp đang nói chuyện với mình thì gọi là do. Dùng do để hỏi. Còn mình hỏi về người khác thì mình phải dùng từ does, ok. How many jobs, ok, does. Công ty giao việc cho bạn là does your company, ok. Giao việc cho bạn là give you, ok. How many jobs does a company give you? How many jobs does your company give you? Ok. Rồi. Tiếp theo. Mình hỏi là bạn muốn trao đổi thông tin gì với quản lý? Mình hỏi như thế nào trong tiếng Anh?
Bạn Hồng Ngọc bạn muốn trao đổi thông tin gì? Mình sẽ có từ thông tin gì là từ hỏi. Cứ rap cho thôi. Bạn muốn trao đổi thông tin gì? What information? Bạn muốn trao đổi là do you want to, ok? Bạn muốn trao đổi do you want to, trao đổi là exchange, 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 ok? What information do you want to exchange, ok? Bạn muốn trao đổi thông tin gì? Ok, very easy. Oh. Cái bài này là thứ nhất là mình học về gọi là công việc, rồi mình học về trường học, thứ nhất là đến công việc, là gọi là học từ hiện tại đến tương lai. Như vậy bây giờ nó chỉ xoay quanh hai vấn đề thôi. It is about two topics. First is about school, ok, và tiếp theo là is about job. Như vậy nó nói về trường học và công việc, ok. Thì ở đây thì mình trong trường học thì mình muốn nói chuyện với ai, trong công ty thì mình muốn thảo luận về cái gì, thì tất cả ở đây đã có sẵn hết rồi. Ok, rồi, như vậy ở đây để em lên thử ra nha. 5 students. Mình đã sử dụng một tên. Bây giờ mình